Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bên mình nói về chủ đề loa sub cho dàn nghe nhạc của nhà anh em hoặc là dàn hát nhà anh em. Ví dụ như cái loa nhà anh em mà đang quét tần số xuống tận 35 Hz rồi thì mua sub bao nhiêu hertz là vừa, đúng không ạ? Thì anh các bác biết đến rằng những cái loa sub nó sẽ làm nhiệm vụ chính là để bổ trợ cái giải trầm thiếu cho cái loa chính của nhà mình, đúng không? Thông thường anh em mình thấy cái giải âm thanh mà tai con người có thể nghe được nó kéo dài anh em nhé, nó kéo dài từ 20 Hz đúng không ạ, Hz cho tới điểm dài nhất cao nhất nó là 20 kHz đúng không ạ. Trong lập cái loại anh em mình nó kéo xuống được tầm 35 rồi, mình nói ví dụ cho này là 35 35 Hz đúng không ạ. Thì cái sub anh em cần là cần nối từ cái điểm 20 cho tới 35 Hz này. Nhưng mình xin lưu ý rằng cái loa mà làm được cái điều 35 Hz này là rất ít anh em nhé, rất ít, kể cả các hãng công bố cái điều đó nhưng cũng chưa chắc đã đúng, đã đủ. Nó còn nhiều yếu tố để quyết định đến cái đủ 35 Hz này hay không, cái thằng cấp vào cho nó có đủ hay không nữa. Nên cái yếu tố vẫn quan trọng nhất là khi ghép sub anh em mình vẫn phải dùng chính cái tai của nhà mình để sao cho cái giải nối từ sub nhà mình đến cái giải bát nhà mình, cái loa bát nhà mình nó liền lạc vắt như một sợi bún, nó không bị đứt quãng. Đó là do mình nghe là chính thôi, còn anh em mình phải có máy đo nữa thì nó mới chính xác được. Còn những cái hãng công bố thì nó còn nhiều yếu tố để quyết định nó. Mình nói lại là gì, cái thằng cấp cho nó có đủ hay không, đúng không ạ? Thằng cấp cho nó mà không đủ thì nó cũng không đủ được. Đây là cái kinh nghiệm của mình, thì anh em mình cứ dùng chính cái tai của mình để mình tinh chỉnh cái hát ở cái sub và cái hát ở cái loa để nối liền với nhau để mình nghe đấy, cho nó liền lạc với nhau. Anh em mình thấy hay thì đúng cho xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh của kênh Huấn Audio, và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.